cái này là máy may. Máy tưởng nó to hơn vậy. Máy may bằng tay hả? Hư rồi. Ủa cái này có một cái miếng gỗ ở trên đâu? Mất tiêu hả? Đây, cái này là đạn như vậy này. Đạp nó sẽ quay. Đạp nó sẽ quay. Quay rồi cái nó sẽ chuyển động lên trên cái máy này, cái máy may. Bây giờ nó có cái motor nó đều rồi, nó không có cần đạp như vậy nữa. Ngày xưa đạp cái này đạp ngoài hỏng rồi. Đứt cả dép luôn. Đạp đứt dép luôn. Đó cái này nhẹ à, nó dễ hơn đạp cái kiểu mà đạp xe đạp đạp vòng tròn á. Cái này nó chỉ có lên xuống nhẹ nhàng thôi. Tại vì cái này nó có chớn này, nó cái chân của mình chỉ cần nhẹ nhàng nhích một cái là nó qua. Nó không giống như cái đạp xe đạp là mình không có đạp dừng lại là tự nhiên nó dừng. Cái này không có. Cái này này nhẹ nhàng nhất lên là nó tự nhiên nó quay à, quay đều luôn á. Bây giờ là may được mấy cái áo đó. Mấy đồ này là cái này. Cái này hả? Cái này mấy chục rồi, gần trăm năm có chứ. Cái này cũng đợi cũng lâu á. Ở nhà có cái cũng 40-50 năm á. Ốc kia à, ốc kia cha. Xin sẵn nè. Má có ốc. Biết may đồ. Hồi xưa nhà ai không có hả? À? Nói chung may mấy cái đồ bình thường là may được. Xưa 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 là ở nhà ai cũng có. Nhưng mà cái này hình như cổ hơn hay sao á. Mà cái này tốt quá, nên ít bị rỉ. Nhẹ. Ôi giời, nặng quá. Cái này chuyển động lên. Cái này đồ gạ. Cô tải Bigo về là làm việc luôn. Không. Trực tiếp luôn. Không chơi Bigo đâu. Ngày xưa cái này nó cho trực tiếp mà.